Chúng ta tất cả là các viên đá nhỏ, nhưng trong tay Chúa Giêsu, chúng ta trở thành quý báu, hữu ích vì được Ngài nhìn với sự dịu hiền và làm việc với thần khí của Ngài và đặt vào đúng chỗ hữu ích cho toàn tòa nhà giáo hội, gồm biết bao nhiêu viên đá khác nhau nhưng tạo thành một cộng đoàn huynh đệ hiệp thông. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Thánh Matthew chương 16, kể lại biến cố Chúa Giêsu muốn kiểm thực đức tin của các môn đệ, nên hỏi các ông cho biết người ta nói Ngài là ai. Dân chúng nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ngôn sứ, và điều đó đúng thật, nhưng họ không tiếp nhận trung tâm con người của Ngài và sứ mệnh của Chúa. Và Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, nhưng mà các con nói Thầy là ai? Đức Thánh Cha giải thích, và với chữ nhưng mà này, Chúa Giêsu tách rời các tông đồ khỏi đám đông. Như thể nói rằng, nhưng mà các con là những người ở với Thầy mọi ngày và biết Thầy từ gần, các con đã lãnh nhận được điều gì hơn? Vị Thầy chờ đợi từ các người của Ngài một câu trả lời cao hơn và khác với câu trả lời của dư luận dân chúng. Và thật thế, một câu trả lời như vậy nảy sinh từ con tim của Simon gọi là Phêrô. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Simon Phêrô tìm thấy trên môi miệng của mình các lời to lớn hơn ông, các lời không đến từ các khả năng tự nhiên của ông. Có lẽ Phêrô đã không học tiểu học, nhưng có khả năng nói các lời này mạnh mẽ hơn ông. Nhưng chúng được linh hứng bởi Thiên Chúa Cha trên trời, là đứng vén mở trước cho 12 tông đồ biết căn tính đích thật của Chúa Giêsu. Ngài là đấng Messiah, đấng cứu thế, là con được Thiên Chúa Cha gửi tới để cứu thoát nhân loại. Và từ câu trả lời ấy, Chúa Giêsu hiểu rằng, nhờ đức tin do Thiên Chúa Cha ban cho, có một nền tảng vững chắc, trên đó có thể xây dựng cộng đoàn của Ngài, giáo hội của Ngài. Vì thế Ngài nói với ông Simon, con Simon, con là đá, nghĩa là đá, đá tảng, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Cả với chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu muốn tiếp tục xây giáo hội Ngài, căn nhà này với nền tảng vững chắc, nhưng không thiếu các vết nứt và liên tục cần phải được sửa chữa. Luôn luôn, giáo hội luôn luôn cần được cải tổ sửa chữa, như vào thời Thánh Phanxicô thành Assisi. Chắc chắn chúng ta không cảm thấy mình là các đá tảng, nhưng chỉ là các viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không có viên đá nhỏ nào vô ích cả. Trái lại, trong tay của Chúa Giêsu, viên đá bé nhất trở thành quý báu, bởi vì Chúa nhặt lấy nó, nhìn nó với sự dịu hiền lớn lao, làm việc nó với thần khí của Ngài và đặt để nó vào đúng chỗ mà Ngài đã nghĩ từ đời đời và là nơi nó có thể hữu ích hơn cho toàn công trình xây dựng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, mỗi một người trong chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giêsu xây dựng giáo hội. Và tất cả chúng ta, dù có bé nhỏ tới đâu đi nữa, chúng ta đã được biến thành các viên đá sống động. Bởi vì khi Chúa Giêsu cầm trong tay viên đá của Ngài, Ngài biến nó trở thành của Ngài, Ngài làm cho nó trở nên sống động, tràn đầy sự sống bởi Chúa Thánh Thần, tràn đầy sự sống từ con tim của Ngài. Và như thế, chúng ta có một chỗ và một sứ mệnh trong giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn sự sống, được làm bằng biết bao nhiêu viên đá, tất cả đều khác nhau, nhưng làm thành một ngôi nhà duy nhất trong dấu chỉ của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Tin mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng đã muốn cho giáo hội Ngài một trung tâm hữu hình của sự hiệp thông nơi Thánh Phêrô và các người kế vị Ngài trong cùng trách nhiệm giáo chủ, ngay từ nguồn gốc đã được đồng hóa với các giám mục Roma là thành phố nơi Phêrô và Phaolô đã làm chứng bằng máu. Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các tông đồ và là mẹ giáo hội. Mẹ đã ở trong nhà tiệc ly bên cạnh Thánh Phêrô khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và thúc đẩy các vị ra đi và loan báo cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu là Chúa. Ngày nay xin mẹ nâng đỡ chúng ta và đồng hành với chúng ta với sự bầu cử của mẹ để chúng ta thực hiện tràn đầy sự hiệp nhất và hiệp thông mà Chúa Giêsu và các tông đồ đã cầu xin và hiến mạng sống cho. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.